Thưa quý vị, với tình yêu và ước mơ được đem sách đến với con trẻ, lần đầu tiên ngay giữa lòng Hà Nội có một hiệu sách tiếng Anh miễn phí với hơn 1.000 đầu sách mang tên là Mia Book House do anh Nguyễn Thành Trung sáng lập. Không gian sách ấm cúng, nói và sử dụng tiếng Anh thông qua những trang sách là những trải nghiệm thực sự thú vị cho các bạn nhỏ. Và chia sẻ ngày mới hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị hiệu sách thú vị này. Oh, what is it? Brown mouse. The brown mouse. The bee. And bird. Oh, what is it? Spider. Đến với Mia Book House, chỉ mới nửa năm, nhưng cậu bé Khải Anh 3 tuổi đã có thể trò chuyện với cô giáo và bạn bè bằng tiếng Anh. Trong môi trường đọc sách và chơi các trò chơi hoàn toàn sử dụng tiếng Anh. Tiếng Anh đến với Khải Anh một cách tự nhiên và cả sự thích thú ngôn ngữ này. Thông thường thì mọi người muốn cho con học tiếng Anh thì sẽ gửi con vào các trung tâm học tiếng Anh. Tuy nhiên thì mọi người cũng bỏ qua cái việc là cho con đọc sách bằng tiếng Anh này, hoặc là chơi với con các trò chơi và nói tiếng Anh. Thì đây là một cái cách mà để các bạn ấy, tiếng Anh đến với các bạn ấy rất là tự nhiên. Còn ngay với bạn nhỏ Chí Dũng, hiện đang học lớp 5 tại trường Thủ Lệ, thì việc học tiếng Anh qua việc đọc sách đã đem lại cho bạn nhiều điều thú vị. You learn English through this book. Idea and my English skills is very good now. Can connect with other people by English like that. I think it's very good. Những cái quyển sách đấy nó là một cái cách tự nhiên giúp cho con vừa là một cái câu chuyện là con tiếp thu về ngôn ngữ, và con lại vừa bắt đầu học về những cái khám phá về thế giới bên ngoài. Và khi mà trẻ càng lớn dần dần thì trẻ sẽ cái mức độ sử dụng những quyển sách nó phù hợp hơn, và con cũng sẽ phát triển cái ngôn ngữ tiếng Anh theo một cách rất là tự nhiên mà hoàn toàn không có một cái tâm lý áp lực hay là sợ hãi hay là thi cử hay là phải học gì cả. Và bản thân chỉ con đang rất là tận hưởng quá trình mà sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Anh đấy, đọc những trang sách rất là thích thú. Những cuốn sách tiếng Anh với nhiều hình ảnh cổ nghĩnh, bắt mắt hay học tủ có cánh cửa làm nơi trẻ chui vào đọc hoặc chơi đùa đã tạo nên sự lôi cuốn cho các bạn nhỏ khi đến đây. Không những thế, với sự đa dạng ngôn ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung, phụ huynh và các em sẽ được cùng nhau du lịch khám phá thế giới qua những trang sách vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.